Rồi xin mời mọi người chúng ta hãy ngồi trong tư thế thoải mái nhất. Hai tay đặt trên đùi. Cột sống giữ thẳng. Từ từ chúng ta khép đôi mắt của mình lại. Ý thức dựng thẳng cột sống của mình lên. Thả lỏng mềm đôi vai của mình xuống. Các cơ trên khuôn mặt được thả lỏng. Tâm trí của chúng ta thả lỏng. Hướng toàn bộ nhận thức của chúng ta quay trở về bên trong cơ thể. Quan sát cơ thể của mình. Kết nối với cơ thể. Và bây giờ hãy tập trung vào hơi thở. Từ từ hít sâu. Chậm chậm thở ra. Hít thật sâu vào. Nhẹ nhàng thở ra. Hít sâu vào căng tròn cơ bụng lên tối đa. Thở ra thật chậm, thật êm. Chúng ta hóp sâu và hóp sâu bụng lại. Chậm chậm hít, hít thật sâu vào. Nhẹ nhàng thở đến đâu, chúng ta rốn sâu, sâu vào bên trong đến đó. Thêm một lần nữa, từ từ hít, hít. Hít sâu vào. Chậm chậm thở thật chậm. Thật êm thở đến đâu. Rút sâu rốn và hóp sâu bụng vào bên trong. Thêm một lần nữa, từ từ hít. Hít. Hít sâu vào. Chậm chậm nhẹ nhàng thở. Thở. Hóp sâu bụng lại. Đưa hai bàn tay chắp trước ngực, cùng nhau kết nối với âm thanh ôm một lần. Hít sâu vào. Ôm. Xoa tay, xoa nhanh, xoa mạnh, xoa nóng, xoa ấm hai lòng bàn tay của mình. Áp nhẹ lòng bàn tay ấm nóng đó lên đôi mắt của chúng ta. Hãy cảm
cảm nhận cái thớ cơ bên phía lườn trái. 9 và 10, trở về ban đầu, nâng gậy qua đỉnh đầu, cao lưng của mình lên, hít sâu. Rồi chúng ta đổi bên, rồi sang phía bên trái, chống đầu gậy la xa hông cho cô ạ. Bây giờ chúng ta điều khiển cánh tay phải nhé, đẩy gậy của mình cao lên nữa, đúng rồi, ghìm cái đùi phải và ghìm cái mông phải của mình xuống để mình cảm nhận sự kéo giãn sâu tối đa. 6, tiếp tục duy trì giữ. 7, 8, 9 và 10, kết thúc, hít vào, nâng gậy qua đỉnh đầu cho cô, thẳng tay, thở từ từ dướn ngực về trước, đưa gậy của chúng ta ra sau vai, rồi thả gậy xuống sau mông. Rồi đều dễ dàng hơn, chúng ta mở tay ra nữa này, dịch chuyển tay ra xa nhau. Còn khó hơn thì chúng ta dịch chuyển tay gần nhau nhé. Tiếp tục hít, nâng lên, trở ngược lại. Xuống, thả gậy trên đùi. Kết thúc vòng 1. Vòng 2 bắt đầu hít, dướn ngược lên. Rồi thở từ từ buông gậy lại phía sau mông. Trở ngược lại, tiếp tục hít lên. Thở buông gậy của chúng ta về phía trước bụng. Tiếp tục vòng 3, hít lên. Xuống, từ từ thở ra, chúng ta cảm nhận sự linh hoạt của khớp vai. Tiếp tục lên, vòng ngược lại, hít vào. Rồi nhẹ nhàng xuống, thở ra. 2 vòng nữa nha, tiếp tục hít lên. Xuống, thả gậy ra sau. Đúng rồi. Tiếp tục hít, nâng gậy lên. Thở từ từ xuống, lặp lại. Vòng cuối cùng hít rất chậm này, dướn ngực lên. Rồi thở đến đâu, buông gậy ra phía sau vai đến đó. Rất tốt ạ. Một lần cuối cùng hít lên. Rồi xuống, chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc. Rồi nhìn thẳng về trước, hít, tiếp tục nâng gậy qua đỉnh đầu cho cô này. Thở, chúng vặn thân mình sang phía bên phải. Nhìn ra phía sau, sau lách phải của mình giữ ở đây. Thẳng tay, vẫn thẳng tay nhá. Giữ nguyên. Hít thở sâu và đều, lên trên còn chỗ nha người đẹp. 6, đẩy cao lưng của mình lên. 7, siết cái cơ bụng của mình lại và vặn, giữ cái thân mình thẳng nhá, giữ cái cuộc sống thẳng. 8, 9, rồi chúng ta chống gậy ra phía sau mông của chúng ta, đẹp ra xa mông một chút. Đúng rồi, bắt đầu này. Tay trái tiếp tục đẩy gậy ra xa nhé. Ngả đẩy cái ngực về trước, từ từ nghiêng cái đầu của mình ra phía sau cho cô. Và giữ ở đây, nhìn ra phía sau. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự linh hoạt của vai. Rồi sự kéo giãn của cuộc sống của mình. Hít thở sâu và đều. 6, tiếp tục dướn cái ngực lên cao nhiều nữa cho cô. 7, tiếp tục duy trì giữ tiếp. 8, 9, rồi 10. Rồi thoát tư thế, đổi bên, hít vào, nâng gậy lên cao. Rồi chúng ta xoay sang trái, tương tự đổi bên này. Đúng rồi, thẳng tay, chưa chống đâu ạ, thẳng tay đã nhá. Chúng ta dướn cái ngực lên cao đã. Đúng rồi, chúng ta vặn cái thân mình sang phía bên trái. Và hướng khuôn mặt của mình ra phía sau, hít thở đều. Cố gắng mình đẩy cao cái lưng lên cho cô nhá, siết cái bụng lại. Giữ cái cuộc sống của chúng ta ở trạng thái, vẫn trạng thái thẳng nhá. 6, vuông góc vào thẳng. 8, không đổ thân mình ra phía trước. 9, rồi 10, chống đầu gậy của tay trái xuống thả. Đúng rồi, bây giờ đẩy cái đầu gậy của tay phải của chúng ta ra xa, lên cao ra và ra xa thân mình. Chúng ta dướn cái ngực về trước, đúng rồi, kéo cái ngưng lưng của mình lên nhé. Rồi nhìn về phía đầu gậy của tay trái hoặc nhìn về vai trái hoặc tay trái của mình. Hít thở sâu và đều. 6, tiếp tục duy trì giữ tiếp. 7, tiếp tục đẩy ngực cao lên nữa nào. 8, tiếp tục giữ. 9, và 10. Rồi nâng gậy của mình cao lên, hít sâu vào, đẩy gậy qua đỉnh đầu cho cô. Rồi thở từ từ, chúng ta thả gậy của chúng ta về đùi nhé. Rồi bây giờ chúng ta duỗi thẳng hai cái chân về phía trước, lắc gối, duỗi đùi thả lỏng. Rồi duỗi thẳng chân về trước, lắc gối cho cô. Được chưa ạ? Rồi bây giờ mọi người tách mở rộng hai cái chân của chúng ta ra ngoài mông cho cô. Chân mở rộng ra ngoài mông, đúng rồi. Hít thở nữa, nhìn về phía trước cho cô, hít vào, nâng gậy qua đỉnh đầu, đồng thời nâng chân phải lên thẳng chân. Thở chân xuống, gậy xuống. Đúng rồi. Lần 2 tiếp tục hít, chân trái lên, gậy lên, siết bụng lại. Chân xuống, thở ra. Vòng 3 tiếp tục hít, nâng gậy lên, hơi ngả nhẹ lưng ra sau để chúng ta nâng được cái chân trái cao hơn. Chúng ta siết bụng lại và siết cái cơ đùi chân phải. Xuống, thở ra. Đổi bên trái lên, hít vào, đẩy cao lưng lên, gậy lên cao nữa, dướn cái lưng của mình lên. Xuống, thở ra. Vòng cuối cùng nhá, hít vào, gậy lên, chân lên. Ai không thoải mái duỗi mũi chân cho cô nhé. Rồi thoải mái chúng ta dựng lòng bàn chân hướng lên. Dướn cái ngực lên, đẩy cái lưng lên, siết cái lưng và siết cái đùi chân phải của mình giữ ở đây. 6, lúc này chúng ta dùng trương lực cơ rất là nhiều. 8, 9
10 gậy của chúng ta đặt về lòng bàn chân phải. Bắt đầu tất cả này, đẩy cái lưng cao lên, hít vào. Lưng thẳng đã. Nếu được sự thoải mái, hai tay cầm gậy của mình để kéo cái chân phải sát về thân mình theo khả năng. Còn không thoải mái, lưng của chúng ta bị cong, chúng ta dướn cái ngực về trước, thẳng lưng, thẳng chân. Được chưa ạ? Thẳng tay. Còn thoải mái cứ hít vào, thở ra, kéo cái chân vào thân mình, gập khỉu tay. Để chúng ta cảm nhận được sự kéo giãn của khoeo chân rất nhiều. Lưng cao lên và ngực cao lên, giữ. 6, nhịp hít vào mình vươn cao cái lưng lên cho cô nào. 5, nhịp thở ra mình kéo cái chân sát vào thân mình, vươn cái cằm lên một chút nha. 7, cứ như thế, cứ hít vào vươn lưng lên và thở ra kéo chân, và chúng ta cảm nhận sự kéo giãn sâu của khoeo chân. 8, 9, giữ nguyên cho cô, từ từ ngả cái thân mình ra sau nhiều hơn. Đúng rồi, duỗi cái mũi chân trái cho cô, siết mũi chân xuống sàn. Sau đó nâng gót chân ra khỏi thảm, từ từ nâng chân lên. Đúng rồi, chúng ta kết hợp với sự thăng bằng để chúng ta kiểm soát sự thăng bằng của mình, để cảm nhận thấy cơ xương khớp của chúng ta được khỏe hơn, nội lực của chúng ta khỏe hơn. Đẩy cao lên nhiều, duỗi mũi chân, siết cơ đùi trái. 6, tiếp tục siết cả cơ bụng nữa nha. 7, duy trì tiếp. 8, 9, rồi 10, chân trái của mình xuống, từ từ buông chân phải xuống. Rồi nâng gậy lên cao, trở ngược lại, hít vào. Rồi thở từ từ, chúng ta nâng chân trái của mình lên. Nâng lòng bàn chân lên, không thoải mái, duỗi mũi chân. Rồi, những tư thế như thế này, siết cơ như này giúp chúng ta kiểm soát cái sức mạnh của trương lực cơ của chúng ta. Duỗi mũi chân cũng được mà dựng mũi chân lên cũng được nhá. Không thoải mái, duỗi chân cho cô. Tiếp tục đẩy cao cái lưng lên, siết bụng lại, hít thở đều. 6, trương lực cơ của chúng ta càng khỏe thì chân của chúng ta nâng được lên cao nhiều hơn, cơ xương khớp của chúng ta được khỏe hơn. 8, tiếp tục duy trì giữ. 9, 10, đặt gậy trên lòng bàn chân trái cho cô, cố gắng lên, bắt đầu hít nâng lên. Rồi đối ngược với sự siết cơ của chúng ta lại, thì bây giờ chúng ta nhả cái cơ ra cho cô. Đúng rồi, nhả ra từ từ, thả lỏng, bây giờ không siết nữa. Cứ hít vào mình vươn cao cuộc sống lên, và thở mình kéo cái chân gần vào thân mình, để mình tăng cường cái sự kéo giãn ở đây nhiều hơn. Tiếp tục đẩy ngực lên cao nữa. 6, nhịp hít vào mình vươn lưng lên cho cô nào. 7, từ từ thở là kéo cái chân vào thân mình, và chỉ kiểm soát cái cơ gân kheo chân trái cho cô, tôi cố gắng thẳng chân. 8, kéo sát vào thân mình nữa đi. 9, rồi 10, ngả nhẹ lưng ra sau một chút cho cô, duỗi cái mũi chân phải, bắt đầu từ từ nhé. Nâng cái gót chân lên, bây giờ chúng ta lại siết cơ nhá, lại có sự cân bằng giữa kéo giãn và siết cơ. Đúng rồi, đẩy cao lưng lên nữa, siết thẳng cái chân phải. Đúng rồi, nâng cao lên một chút nữa được không? 6, nhưng đừng quên là tay của chúng ta vẫn cầm gậy của chúng ta kéo cái chân trái vào thân mình nhá. 8, duy trì giữ tiếp. 9, rồi 10, rồi chân xuống, hai chân mở rộng ngoài mông cho cô nhá, chân xuống. Tiếp tục nâng gậy qua đỉnh đầu, hít sâu cho cô nào. Nâng gậy lên nhá, thở tiếp tục này. Vặn thân mình sang phía bên phải, nhìn ra phía sau cho cô, dựng bàn chân lên, đẩy dướn ngực cao lưng lên, gậy qua đỉnh đầu. Hai tay nâng gậy đều nhau cho cô nào. Một số người tay cao tay thấp, không, lúc này hai vai cân bằng. Nâng cao lên cho cô, siết bụng lại, kéo từ vùng eo lườn của mình kéo lên nào. Rút từ bụng dưới của mình rút, vươn lên nữa, hít thở đều. 6, vươn lên tiếp. 7, 8 và 9, thả cái đầu gậy bên phía bên tay phải sau mông của chúng ta đi ạ. Bây giờ phải chống xuống nhá. Rồi một cái gậy đầu gậy xuống, một cái đầu gậy lên này, tay trái đẩy gậy của mình lên cao. Đúng rồi, ưỡn cái ngực về trước, nghiêng cái thân mình ra phía sau, ưỡn cái ngực nhưng nghiêng cái thân mình ra sau, nhưng đẩy ngực về trước, dựng mũi chân lên cho cô. 6, đúng rồi, dựng mũi chân lên, dướn cái ngực lên. 7, khi này chúng ta sẽ cảm nhận được ở đâu? Cái khớp vai của mình linh hoạt. 8, tiếp tục đẩy lên nhiều nữa. 9, rồi 10. Rồi thoát tư thế, hít vào lên. Nhớ là kéo cái lưng cao lên cho cô, là siết cái bụng lại, kéo lưng lên. Rồi xoay thân mình sang phía bên trái, không ngả đầu ra sau nhá, không ngả cổ nhá. Rồi, cột sống lưng xoay thì cột sống cổ cũng xoay, dựng bàn chân lên cho cô nào, siết gót chân xuống sàn. Đúng rồi, kéo căng lên nữa. Chúng ta chú ý cái tay sau của chúng ta là cái tay trái của mình luôn có xu thế mình đẩy, mình hạ thấp rồi chúng ta đẩy cao lên, thủy đẩy cao lên thủy. Đúng rồi, cao lưng lên. 6, tiếp tục đẩy tiếp. 8, vươn lên nữa nào. 9, rồi từ từ hạ cái đầu gậy của tay trái xuống. Rồi cái tay phải của mình đẩy gậy ra xa đầu đi, ra xa lưng đấy, nhìn xuống đầu gậy bên phía tay trái cho cô đi. Nhìn xuống đầu gậy sang bên tay trái, dướn cái ngực lên cao, nhìn xuống và giữ.
6, dướn cái ngực lên, vươn để chúng ta đẩy cái đốt sống của mình để kéo giãn được về trước. 8, 9 và 10. Rồi thoát tư thế trở về trình diện, hít vào. Cao lưng của mình lên là thở này, xoay thân mình về chân phải. Gập thân mình về chân phải, đặt gậy của chúng ta về phía lòng bàn chân phải, kiểm soát người bên cạnh cho cô nhá. Bắt đầu này, hít vươn ngực lên. Thở này trùng khều tay xuống để hạ bụng chạm về đùi phải. Hạ ngực xuống, xuống rất chậm, từ từ nhá. Cảm thấy thoải mái, hạ trán xuống và chúng ta nâng khuỷu tay của chúng ta ra khỏi mặt thảm. Hạ trán xuống, nâng khuỷu tay ra khỏi mặt thảm, gập khuỷu tay. Đẩy cái vai ra phía ra xa tai cho cô để dướn cái thân mình về trước nhiều, hít thở đều. 6, đặt gậy về chính giữa lòng bàn chân. Sau đó từ từ mình nâng cái khuỷu tay lên. 8, hít thở đều. 9, kết thúc 10. Rồi lên đổi bên, hít vào. Bây giờ tất cả chúng ta dướn ngực này, mở vai, duỗi mũi chân hướng xuống mặt thảm này. Đẩy cao lưng lên, mở vai, mở lưng, cao lưng lên tối đa với nâng cằm nhìn lên nhá. Siết, lúc này là cái lưng của chúng ta siết, cái lưng không thả lỏng. Cái bàn chân của chúng ta cũng siết lại, duỗi xuống. 6, dướn cái ngực cao lên tiếp nào, mọi người đẩy cao lên nữa cho cô. 7, thôi kéo cái lưng lên nhiều, kéo cái lưng lên nhiều. 8, di chuyển nữa. 9, rồi 10, nhìn về trước, hít sâu vào. Gập thân mình về phía trước, dựng hai bàn chân lên, hai bàn chân lên, hai gậy của chúng ta đặt về phía hai bàn chân của chúng ta nha. Gậy đặt về phía hai bàn chân, lách cái mông ra sau cho cô này. Bắt đầu tiếp tục hít vườn, dựng chân lên. Thở từ từ gập, gập xuống này. Chúng ta nhìn tay của cô này, chúng ta nâng cái khuỷu tay lên á. Rồi cúi xuống để làm sao trán của chúng ta chạm về phía, gần về phía gậy cho cô nha. Gần về phía gậy. Ai lưng ngắn thì chúng ta không gần về phía gậy được đâu ạ. Chỉ có lưng dài mới gần về phía gậy và đặt trán được trên gậy. Còn lưng ngắn thì chúng ta trán thì chúng ta gần về phía mặt đất. Và nâng cái khuỷu tay lên cho cô để nâng được cái khớp vai của mình lên. Đúng rồi, vươn nữa cho cô là vươn sâu tối đa. 6, vươn nhé. Và chúng ta kiểm soát từng đốt sống lưng của chúng ta, đặc biệt là vùng lưng dưới, vùng thắt lưng của mình. Và hãy kéo giãn cái vùng thắt lưng đó, nhưng cảm nhận được sự kéo giãn của kheo chân. 7, tiếp tục vươn từ từ. 8, tập trung vào nhịp thở của mình nhé, đừng quên thở. 9 và 10. Rồi thoát tư thế, nâng lên là trở ngược lại, hít sâu vào. Bây giờ chúng ta duỗi mũi chân trở ngược lại. Tiếp tục dướn ngực, mở vai, nâng cằm lên. Thở dựng chân lên, xoay thân mình về chân trái, đặt gậy về phía lòng bàn chân trái cho cô đĩa, kiểm soát người bên cạnh. Sau đó tiếp tục hít vươn lên. Thở gập xuống, tất cả dựng ngón chân lên, gót chân xuống sàn. Đẩy căng cái lòng bàn chân về phía trước. Chúng ta sẽ cảm nhận, đưa nhận thức của chúng ta toàn bộ về vùng kheo chân trái, kéo giãn cái vùng kheo chân đó. Vươn dài cái sống lưng của chúng ta, hướng xoay về phía bên chân trái. Cảm nhận sự kéo giãn sâu. 6, tiếp tục duy trì tư thế. 7, giữ tiếp. 8, mọi người đang làm rất tốt. 9 và 10. Rồi thoát tư thế, nâng lên trở ngược lại này, lại duỗi mũi chân trở ngược lại cho cô. Hít sâu vào, thở dướn cái ngực lên, đưa cái gậy ra phía sau lưng của mình, sau vai nữa. Lúc này chúng ta kéo giãn sâu cho cô này. Buông cái vai đây ạ, buông cái vai, không nắm chặt cái gậy đâu, buông vai đây, buông tay. Nhưng dướn cái lưng lên, siết cái lưng và siết toàn bộ cơ đùi của chúng ta và cơ chân của chúng ta giữ. 6, dướn ngực lên cao nữa cho cô nào, mở, tiếp tục kéo giãn sống lưng nữa. 8, 9 và 10, dựng bàn chân lên trở ngược lại, hít vào. Rồi vươn lưng về trước 45 độ cho cô thôi nhé. Gậy trên đỉnh đầu, dướn cái ngực đi ạ. Tất cả thu cái rốn vào trong, nhìn chếch về phía đầu thảm, về phía đầu chân cho cô. Đúng rồi, dướn. Nhớ là siết bụng, cúc ưỡn nó đi cúc. Đúng rồi, gậy của chúng ta đi về đỉnh đầu đi ạ. Gậy không về trước mặt, gậy không về trước mặt nhá. Đúng rồi, và từ từ vươn, vươn từng cái sống lưng về trước, dướn tiếp. Dướn lưng về trước bao nhiêu thì siết cái gót chân xuống thảm bấy nhiêu. 6, mở cái chân ra chị. Đúng rồi, tập trung vào sức mạnh của bụng nữa nhé. 7, càng chắc cơ bụng của chúng ta càng tốt. 8, dựng chân lên cúc. 9, rồi đặt gậy về phía hai lòng bàn chân, trở ngược lại cho cô. 10, thở. Bây giờ mọi người lách cái mông của mình ra sau cho cô đi ạ. Đặt cái tay phải của mình trung tâm gậy giữa hai chân, giơ cái tay trái lên trời, hít vào thẳng tay. Rồi vặn cái thân mình ra sau, đưa tay trái lại phía sau. Đúng rồi, từ từ giữ. Dướn cái ngực lên cho cô ạ. Chúng ta dựng bàn chân lên. Cái lòng bàn chân của chúng ta đẩy căng cái gậy về phía trước và nhấc được gót chân ra khỏi sàn nhá. Đúng, đẩy căng, lòng bàn chân đẩy căng. Đúng rồi, siết cơ đi ạ. Tiếp tục giữ. 6, duy trì giữ tiếp, cao lưng lên. 8, đẩy ngược tiếp. Đúng rồi, linh hoạt cuộc sống cho cô đây ạ. 9, rồi bây giờ nhá, vòng cái tay trái sau lưng.
ôm về cái đùi phải của mình. Tiếp tục vặn tiếp nào, lần tay đi, lần tay đi đã. Bắt đầu hít đẩy ngực lên cao. Tiếp tục thở đẩy cái cột sống cho cô đi. Chúng ta đẩy, đúng rồi. Hít thở đều. 6, cảm nhận sự linh hoạt của khớp. 7, vặn tiếp nữa. 8, hít thở đều. 9, rồi 10. Rồi, hít vào, đưa tay trái cầm lấy gậy trở ngược lại. Rồi thở từ từ, hai tay cầm gậy nha. Mở tay của mình ra tiếp tục. Hít duỗi mũi chân. Nâng ngực lên. Kéo dài sống lưng của mình, vươn cao lưng lên, nhìn lên trở ngược lại. Đúng ạ. Thở tiếp tục, dựng bàn chân lên, đặt gậy của chúng ta xuống hai lòng bàn chân. Di chuyển tay trái về trung tâm gậy. Tiếp tục nâng tay phải lên cao, hít sâu vào. Đưa tay phải ra phía sau. Rồi chúng ta đẩy ngực lên cao, nhịp hít vào vươn ngực lên. Nhịp thở ra vặn tiếp, đẩy tiếp cái thân mình đi ạ. Không thả lỏng lưng, nhớ cho cô là không thả lỏng lưng. Chúng ta vặn tiếp là phía sau, bắt đầu lòng bàn chân của chúng ta đẩy căng về trước đi. Sau đó dướn cái ngực lên, nếu có thể từ từ chúng ta siết cơ, tăng cường trương lực cơ. Chúng ta nâng cái gót chân của mình cao lên nhiều nữa, nâng lên cao nữa, cố gắng lên nhé. Hít thở sâu và đều. 6, kéo cao cái lưng lên cho cô đi mọi người. 7, đẩy tiếp và chúng ta đẩy tiếp. Nội lực của chúng ta bên trong chúng ta kéo giãn. 8, 9, rồi bây giờ vòng cái tay phải sau lưng của mình, tìm về cái đùi trái. Đúng rồi, gập cánh tay sau lưng. Bắt đầu vặn ra phía sau cho cô đi, vặn ra phía sau nhá. Hít thở sâu và đều, tiếp tục hít vào dướn cao ngược lên. Thở làm sao chúng ta xoay được cái bả vai phải của mình ra phía sau. Đúng rồi, lần cái mu tay phải của mình vào trong nữa, để bàn tay phải tìm được đùi trái. Rất tốt chị, đẩy tiếp nữa đi. 6, hít thở đều vặn tiếp. Lần tay ôm nữa chị, đúng rồi. 7, đẩy cao lưỡng cho cô được nè. 8, duy trì giữ. 9, kết thúc 10. Rồi tay trái lên cao trở ngược lại. Hít vào tay trái lên nhìn về phía trước. Tay trái cầm gậy của chúng ta cùng với tay phải. Được chưa ạ? Rồi bây giờ từ từ chúng ta dịch chuyển gót, gập gối này, gập gối chân trái, gập gối chân phải. Dịch chuyển gót chân vào gần mông cho cô ở đây. Được chưa ạ? Được chưa? Hai tay cầm gậy ở đây nhá. Bắt đầu từ từ này. Cầm chắc cho cô nhá. Ngửa tay cho cô xin lỗi bà đang ngửa tay à, chúng ta cầm gậy ngửa tay đây cho cô. Ngửa tay. Bắt đầu từ từ nâng chân, gót chân cùng ra khỏi thảm này, làm được từ từ đẩy chân về phía trước. Thẳng lưng nhá, cao lưng lên. Siết bụng. Cao lưng lên siết bụng, dướn cái ngực về trước, rồi giữ sự thăng bằng của mình nhá. Từ đây nếu chúng ta đủ sự thoải mái, từ từ chúng ta kéo cái gậy mình vào gần thân mình. Điều đó có nghĩa là khi kéo gậy vào gần thân mình thì cái chân của chúng ta gần vào thân mình hơn. Khi đó kheo chân của chúng ta kéo giãn hơn. Vừa tăng cường sự kéo giãn, vừa tăng cường sự thăng bằng. Nâng cái cằm lên cho cô một chút đi. Đúng rồi, tất cả được hướng lên. 6, chân hướng lên trời, lưng hướng lên và tất cả được hướng lên. 7, duy trì xăng thăng bằng này cho cô nhá. 8, 9, rồi 10, nhẹ nhàng buông xuống. Rất chậm thôi cho cô, thở ra. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta nắm tay trở ngược lại nhé. Tay trái cầm vào gậy của chúng ta trung tâm, ở giữa trung tâm, được chưa ạ? Dịch chuyển tiếp tục hai gót chân vào gần thân mình. Giơ cái tay phải lên cao, hít sâu vào. Được chưa ạ? Đưa tay phải ra phía sau lưng của chúng ta, chống ngón tay xuống sàn sau mông. Đẩy ngực cao lên cho cô, sau đó hai chân của chúng ta nâng gậy lên, hít vào. Thở tay trái, tay phải ra sau mông cho cô đi ạ. Tay ra sau mông, chống ngón tay nhé. Chống ngón tay, đẩy ngực cao lên. Nhìn sau, đúng rồi, giữ. Đủ sự thoải mái và thăng bằng. Chúng ta tiếp tục nâng cái tay phải ra xa cho cô. Tay phải lạc lên cao. Tay phải lên cao. Bây giờ chúng ta nhé, không thả lỏng cột sống, siết lưng cho cô đi ạ. Vươn từ đứt từng đốt sống của chúng ta vươn lên. Đúng rồi, tay thẳng ra phía sau, người đằng sau của mình ấy. Đúng rồi, vươn và kéo dài lưng ra sau. 6, duy trì sự thăng bằng, siết bụng của mình lại. Vặn thân mình nữa. 7, tiếp tục duy trì tiếp. 8, hít thở sâu và đều. 9, rồi 10, xuống, thở dài. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đổi bên nhá. Tay phải cầm gậy. Tiếp tục đổi bên này, tay trái lên cao, hít sâu vào. Vươn cao lưng lên. Rồi đưa tay trái ra phía sau. Nhìn sau, thẳng tay. Đúng rồi, chống ngón tay xuống sàn, tiếp tục. Rồi, nâng hai chân của mình lên. Làm từng bước một để chúng ta vào thế rất ổn định và vững vàng. Tay phải, tay trái tiếp tục là xa mông cho cô đi. Đẩy cái ngực lên cao. Giữ cái ngực đó và giữ cái lưng vươn đó. Sau đó chúng ta nâng cái tay trái lên từ từ. Nhớ cho cô là khi lưng được nâng lên cao, ngực được đẩy lên cao, bụng siết lại thì chúng ta thăng bằng rất tốt. Và mềm cái vai của mình ra nhá. 6, khi chúng ta đủ độ siết rồi, chúng ta giữ được thế rồi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự mềm của cơ thể. 7, và không có sự gồng cứng ở đây nhá. 8, duy trì giữ tiếp. 9,
rồi 10, rồi nhẹ nhàng hạ xuống cho cô đây, được chưa? Rồi chúng ta duỗi thẳng chân về phía trước cho cô. Mở chân nhá. Rồi hít vào từ từ, nâng gậy của mình lên cao. Thở từ từ này, đặt gậy trên vai của chúng ta và bây giờ tôi gánh gậy trên vai cho cô ạ. Duỗi dài cánh tay ra đây cho cô nhá. Chắc là không chạm vào nhau đâu ạ. Chúng ta yên tâm không chạm vào nhau đâu nhá. Tiếp tục hít sâu cho cô này. Thở này, vặn mình sang phải. Rồi hít vào giữa. Thở vặn mình sang trái. Bắt đầu bây giờ làm nhanh cho cô nhá. Bây giờ hít một bên, thở một bên nhá. Nhá, hít một bên nằm nhanh, hít một bên thở bên này. Bây giờ hít trái này. Thở phải. Hít trái, thở phải. Hít, thở, hít. Không sợ đâu ạ, thở. Hít, thở. Hít, thở. Hít, thở. Và hít, thở. Được chưa? Được chưa ạ? Rồi, gậy của chúng ta gánh trên vai cho cô này. Duỗi mũi chân xuống, hít. Dướn ngực, ngả cái lưng ra sau, siết bụng nhưng không ngã được đâu nha. Nâng cằm lên. Rồi dựng bàn chân lên, thở, vươn thân mình về trước. Ai làm được cúi sâu tối đa nhá. Còn lưng của chúng ta bị gù, lưng đau, chúng ta vươn lưng về trước 45 độ cho cô. Tiếp tục vòng 2, hít vào, siết cơ bụng, siết cơ đùi. Siết bụng lại, để ngả được cái lưng ra sau. Rồi thở, dựng chân lên, chúng ta chăm sóc và khỏe cuộc sống của chúng ta vươn tiếp. Và linh hoạt phần khớp hông của mình. Ai làm được gập sâu tối đa, chúng ta sẽ cảm nhận được kheo chân của mình. Đừng mở rộng chân quá nhá mọi người. Tiếp tục hít vào, duỗi mũi chân. Chân của chúng ta mở rộng ra ngoài mông thôi. Rồi chị Xuân khép vào cho em đi ạ. Khép chân tí nữa. Rồi dướn ngực, tức là dựng bàn chân lên. Thở ra hai vòng nữa, gập nữa cho cô, linh hoạt cho cô. Tiếp tục hít sâu vào, duỗi mũi chân, dướn ngực lên. Mở vai, nâng cằm lên. Thở, dựng bàn chân lên. Từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, duỗi mũi chân, siết cơ cho cô nhá. Dướn ngực. Rồi nâng ngực lên, nâng cằm lên. Nếu có thể nâng hai gót chân của chúng ta ra khỏi thảm nhá, không phải nâng cẳng chân nhiều nhá. Siết căng đầu mũi chân về trước, giữ 6, siết bụng, dướn ngược lên 8, 9, dựng bàn chân lên, trở ngược lại, đạp căng lòng bàn chân về trước, vươn dài cổ sống, dựng mũi chân lên cho cô đi. Dựng mũi chân lên, gập nữa đi ạ. Gập nữa đi, dựng bàn chân lên, gập sát thân mình xuống. Đúng rồi. 6, vươn tiếp cho cô nhá. 7, 8, 9, kết thúc 10, hít lên cho cô này. Thở này, tiếp tục này, chúng ta vặn thân mình sang bên phải đâu. Rồi, từ từ này, cái đầu gậy của bên tay trái của mình này tìm về ra ngoài bàn chân phải. Ai không làm được nhìn cho cô này nhá. Chúng ta có thể dịch chuyển gậy của chúng ta về phía tay phải nhiều hơn này. Tay trái cầm này, đưa đầu gậy về phía bàn chân phải. Và tay phải trái nắm gậy và nắm bàn chân cho cô. Tay trái, chân phải. Bắt đầu vặn thân mình ra phía sau. Đúng rồi, nhìn sau cho cô nhá. Còn ai làm được này, đẩy cái đầu gậy của chân của bên tay trái này ra ngoài gót chân phải cho cô. Ra ngoài gót chân phải. Đúng rồi ạ. 6, đẩy ra ngoài gót chân phải để cho cô đi chống cái đầu gậy ra gót chân thôi ạ. Đúng rồi. Trượt hai cái tay thẳng hàng nhau nhá. Hai cái tay rùa kéo dài ra. 7, bây giờ mình đẩy lưng lên cho cô đi ạ. Một số người sụp cái lưng, chúng ta đẩy lưng lên. Chúng ta vặn tiếp này. 8 này, tiếp tục này. Đẩy cái tay trái của mình ra, tay phải ra phía sau nhiều. 9, dướn ngực lên cao, vặn tiếp cho cô. Và 10, rồi thoát tư thế. Hít sâu vào. Cao lưng lên, dựng bàn chân lên cho cô đi. Rồi chúng ta xoay trái đổi bên. Đưa cái đầu gậy của bên tay phải của mình về phía bàn chân trái. Ai không làm được, tay nắm về bàn chân cho cô đi. Rồi làm được nữa, đẩy gậy của chúng ta là sau gót chân trái cho cô. Vặn tiếp chị. Đúng rồi. Dướn cái ngực cao, lưng lên. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cảm nhận được lưng của chúng ta, vai mở rất nhiều. Cái vai trái của chúng ta mở, cái cột sống của chúng ta mở. Tiếp tục hít thở đều cho em nào. Đẩy ngực lên cao. 6, đẩy cái vai trái sang bên phải nhiều đi. 7, ra sau nhiều. 8, rất tốt. 9, kết thúc 10. Rồi hít lên, trở ngược lại cho cô. Nhìn về phía trước. Rồi tay cầm gậy, chúng ta thở ra nhé. Khoanh chân lại với nhau cho cô đi ạ. Khoanh chân lại. Đúng rồi. Chống đầu gậy của chúng ta về phía bên trái. Chống xuống. Đối để chúng ta nhấc mông lên, trở về tư thế quỳ cho cô đây. Ngồi đây này, được chưa? Rồi chúng ta nhấc mông lên, trở về tư thế quỳ ở đây cho cô. Về phía đầu thả, được chưa? Đứng quỳ trên hai đầu gối chân. Chống ngón chân xuống sàn. Đầu gối của chúng ta về giữa thảm cho cô hoặc ra sau một chút. Hai tay cầm gậy của chúng ta nắm đều nhau nhé. Đừng tay trên tay dưới. Nắm như thế này. Rồi bắt đầu này, hít, chúng ta dướn ngực lên. Mở ngực, mở vai, nâng cằm lên. Thở từ từ đẩy mông ra phía sau. Gập thân mình về phía trước làm sao lọt đầu của chúng ta xuống hai cánh tay. Đúng rồi. Đẩy view cái mông ra sau và kéo giãn vùng lưng của chúng ta. Từ vùng đáy thắt lưng lên đến vùng vai. Thả lỏng cổ. Thả lỏng cổ cho cô nhé. Tiếp tục lần hai, hít cong cái lưng lên cho cô. Cong cái lưng lên một chút, lưng con mèo ấy. Đúng rồi. Thở từ từ hạ thấp xuống, đẩy ngực thấp xuống, vai thấp xuống.
đẩy cái mông ra sau cho cô đi. Nhớ là siết bụng. Nếu chúng ta thả lỏng cái bụng thì lưng của chúng ta rất khỏe, rất dẻo nhưng nó sẽ không có độ khỏe. Tiếp tục hít từ từ lên, nâng cái thân mình lên. Rồi nhẹ nhàng xuống, thở ra đi ạ. Thở ra đi. Nếu có thể chúng ta đưa cái tay của mình lên cao nữa để hạ thấp xuống nhiều nhá. Tay lên cao để hạ thấp xuống nhiều. Bây giờ tay của chúng ta nắm chắc lấy gậy. Sau đó cái thân mình từ từ buông, buông xuống. Nhắm mắt lại nha, để chúng ta thả lỏng được cơ mặt. Đưa nhận thức vào bên trong nhiều hơn, kiểm soát vai. Đẩy gậy ra xa chán cho cô nha. 6, chị Hà ơi đẩy lưng xuống, không gù lưng lên chị, hạ thấp ngực xuống nữa đi. 7, tay nắm chắc lấy gậy cho cô nha. 8, rất tốt. 9 và 10, rồi lên, hít lên, nâng thân mình lên, hai tay cầm gậy lên cho cao. Cho cô nào, đưa gậy qua đỉnh đầu đi. Hai tay cầm gậy, nâng gậy lên đỉnh đầu. Rồi tay mở rộng ra ngoài vai một chút, hít sâu vào này. Nghiêng thân mình sang phía bên phải, chống đầu gậy của mình sang thảm của bạn đi ạ. Thảm của bạn đi ạ, được không ạ? Được chưa ạ? Bắt đầu chống nhá. Dướn ngực lên, hít vào, tay trái đẩy gậy ra xa đỉnh đầu. Nhìn về phía tay trái cho cô, xoay mặt về tay trái, giữ ở đây, hít thật sâu vào đều. 6, từ từ cái bàn tay phải của chúng ta này xuống thấp nữa, để chúng ta cảm nhận được sự linh hoạt của vai. Và tay trái của mình lên cao một chút đi. Đúng rồi, hai vai cân bằng. 7, chúng ta không ưỡn cái bụng về trước nhé. Đúng rồi, đẩy cái bụng ra sau nữa cho cô, hai hông cân bằng. 8, duy trì giữ tiếp. 9, 10, nhìn xuống gậy của bên tay phải cho cô. Đúng rồi, úp cái thân mình sang phía bên phải bằng cách này. Hai tay của chúng ta ngược trở lại, cầm gậy về phía trên cao, rút cái tay phải lên cao cùng với tay trái, nắm tay ở đây ạ. Hít vào này, đẩy cái mông sang phía bên phía đùi trái và gập thân mình sang bên phía đùi phải. Đúng rồi, giữ cân bằng cho cô nhé. Chống ngón chân lên để chúng ta cố định hai đầu gối của mình một chỗ. Đúng rồi, gập tiếp. Đẩy cái gậy của mình ra xa một chút nữa và đẩy cái mông ra phía sau, là xa phía bên đối diện ở bên trái. 6, tiếp tục chúng ta vươn tiếp nhé, hít thở đều. 7, cảm nhận sự dẻo dai và sự mềm mại của cuộc sống. 8, duy trì giữ tiếp. 9 và 10. Rồi, cầm gậy lên đỉnh đầu, trở ngược lại cho cô đi ạ. Hít sâu vào. Cầm gậy cao qua đỉnh đầu, nhìn thẳng về phía trước. Tay mở rộng ra ngoài vai đi. Nghiêng thân mình sang bên trái. Đúng rồi, chống đầu gậy của chúng ta vào cái thảm của người bên cạnh nữa, khỏi trượt. Đúng rồi, ra xa tiếp. Bắt đầu dướn ngược lên, hít vào. Rồi, thở từ từ nghiêng thân mình tiếp. Và cái tay phải của mình lên cao, đẩy gậy ra xa đi ạ. Đẩy gậy ra xa, đẩy gậy sang phía bên trái. Đúng rồi, trượt cái tay trái xuống một chút nữa. Đúng rồi, để chúng ta linh hoạt cho khớp vai trái và căng giãn toàn bộ cái cơ liên sườn bên phải của mình. Giữ hít thở đều nhá. 6, chúng ta dướn cái ngực lên cho cô nhá. Kiểm soát cái vùng bụng của mình đi ạ. Đưa cái rốn vào trong của chúng ta nhưng kéo cái lưng của mình lên cao. 8, duy trì giữ tiếp. 9 và 10, xoay cái thân mình về phía bên trái cho cô đi ạ. Rồi, tay trái cầm gậy của mình lên cao cùng với tay phải. Hít sâu vào. Rồi đổ thân mình sang phía bên trái, từ từ hạ xuống. Tay lên cao thẳng tay. Tay lên cao thẳng tay. Đúng rồi, giữ. Đẩy cái mông đang phía đối diện đi ạ. Ra phía sau đi. 6, kéo cái mông của mình ra sau và hạ thân mình xuống. 8, mọi người đang làm rất tốt ạ. 9 và 10. Rồi, hít lên trở ngược lại này, tay cầm gậy cho cô. Ở đây. Được chưa ạ? Thở từ từ thả gậy gánh trên vai cho cô nhé. Tất cả chống ngón chân xuống sàn đi ạ. Dang rộng cánh tay ở đây nhé. Siết mũi chân của mình xuống này. Bắt đầu hít từ từ dướn ngực mở vai. Rồi thở từ từ ngả lưng ra sau. Siết cái cơ bụng của mình lại. Ưỡn cái ngực lên cao, ngả cái lưng ra sau. Tiếp tục hít vào, từ từ nhìn về phía trước. Lùi mông ra phía sau, lưng 45 độ. Siết bụng lại. Nếu thoải mái chúng ta nâng bàn chân lên cho cô đi. Ưỡn cái ngực về trước. Một số người là gù cong lưng đấy ạ. Không gù lưng nhá. Dướn cái ngực về trước. Tiếp tục hít vào, từ từ đẩy mông hông về trước. Thở từ từ ngả cái lưng ra sau. Vươn dài cái từng đốt sống của mình lên cao cho cô, vươn dài. Rồi Thúy vươn từ vùng đáy vươn lên đi Thúy. Tiếp tục hít lên, nhìn thẳng về phía trước. Thở đổ mông ra sau, vươn cái thân mình về trước, siết bụng. Bây giờ nằm chắc nha, nằm chắc lưng của chúng ta, khỏe cơ lưng nha. Tiếp tục vùng cuối cùng, vòng cuối cùng, hít vào, chống ngón chân đi cho cô dễ. Đẩy mông hông về trước. Mở ngực, mở vai, siết cơ đùi thật chặt. Ngả lưng ra sau, phải siết cơ đùi. Siết cơ bụng, giữ. Nằm, tiếp tục vươn dài từng sống lưng lên cho cô. Vươn cao lên, siết lưng. 8, 9, rồi 10, hít lên nhìn về phía trước. Thở, đổ mông ra phía sau. Vươn thân mình về trước. Dướn ngực, nâng bàn chân lên. Nhắm mắt lại, tập trung vào bụng cho cô đi. Hít sâu vào. Thở mạnh được không? Hít, thở. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở,
và hít thở. Rồi mông ngồi về gót chân cho cô, trở ngược lại, chụm hai đầu gối chân lại với nhau. Hai tay cầm gậy của chúng ta trở ngược lại đây cho cô nha. Cầm gậy ở đây, cầm gậy, tay mở rộng ra ngoài vai này. Nhìn cô nha, tiếp tục hít nâng gậy qua đỉnh đầu. Nâng gậy cao lên, nhìn thẳng về phía trước nha. Thở từ từ này, hạ gậy của chúng ta thấp xuống ra sau vai của mình, dướn ngực, nâng cằm nhìn lên. Đúng rồi, gập khỉu tay nhá, làm sao hướng củ trỏ tay của chúng ta về phía mông. Gập khỉu tay. Tiếp tục vòng 2, hít nâng gậy lên nào. Thu đốn vào, siết bụng lại, vươn cao lưng lên. Rồi thở này, gập khỉu tay của chúng ta này, gậy của chúng ta xuống thấp ở đây này, xuống đây này. Kéo ghi cái gậy của mình ngang vai hoặc dưới vai nữa. Được chưa ạ? Tiếp tục hít lên. Xuống, thở từ từ xuống này, đẩy vai thấp xuống, chúng ta sẽ cảm nhận cái vai của mình mở chưa? Hai lần nữa nha, tiếp tục hít nâng lên. Xuống, thở ra. Lần cuối cùng hít nâng lên nào, giữ ở đây nha. Thở này, đẩy ưỡn ngực về trước, mở vai, ngả cái lưng trên của mình ra phía sau. Nâng cằm, nâng ngực lên. Tay đừng mở rộng quá, cô nói rồi, tay đừng mở rộng quá. Mở rộng ra ngoài vai thôi. Giữ ở đây, chúng ta thả lỏng cái mông của chúng ta chìm xuống gót chân. Từng đốt sống lưng của chúng ta được vươn lên và nâng cằm lên, không ngả cổ nhé. Nâng cằm lên theo chiều kéo dài của cột sống lưng. 6, duy trì giữ tiếp. 7, cố gắng giữ. 8, 9, nhìn thẳng về phía trước, hít vào, nâng gậy lên trở ngược lại. Thở này gập cánh tay này, từ từ kéo gậy xuôi xuống, đưa cằm về hõm cổ cho cô đi. Đưa cằm về hõm cổ thôi, không gập cổ nhé, không cúi. Đưa cằm về cổ, nhìn xuống ngực của mình thôi, không cúi á. 6, kéo cái gậy sát xuống đi cho cô nữa đi, sát xuống nữa đi, xuống dưới vai nữa đi. 7, kéo gậy xuống dưới vai được nữa không? 8, 9, kết thúc 10, nâng gậy qua đỉnh đầu, trở ngược lại cho cô, hít sâu vào. Chống đầu gậy của chúng ta về phía đầu thảm, chống ngón chân xuống sàn, nâng mông ra khỏi gót chân, nâng đầu gối ra khỏi thảm, được chưa ạ? Tách mở rộng hai chân của chúng ta bằng chiều rộng của thảm, nâng đầu gối ra khỏi thảm, nâng mông ra khỏi gót chân, nâng đầu gối ra khỏi thảm. Tách mở rộng hai chân bằng chiều rộng của thảm, đứng lên cho cô. Được chưa ạ? Tiếp tục đưa gậy về phía đầu thảm cho cô đi ạ. Chân song song, nhìn về phía trước. Hít dướn ngược lên, nâng cằm lên cho cô nào. Thở đẩy mông ra sau, hạ thấp lưng của chúng ta về phía mặt thảm. Đúng rồi, hạ thấp ngực xuống, tay cao lên cho cô nhá. Tay cao lên để kéo giãn và mở vai, kéo giãn cột sống cho cô đi. Tiếp tục lần 2, hít nâng lên cho cô, kéo căng tối đa, nhìn về phía trước. Thở từ từ hạ thấp thân mình xuống, đẩy mông ra sau, chúng ta cảm nhận được sự kéo giãn của kheo chân cho cô đi ạ, đẩy mông ra sau. Hai chân của chúng ta song song mở rộng bằng chiều rộng của thảm đi ạ. Lần cuối cùng hít nâng lên cho cô. Rồi nhẹ nhàng xuống, thở ra. Hạ thấp thân mình xuống, hạ thấp thân mình xuống. Từ đây chúng ta dịch chuyển hai chân gần về nhau, chụm chân. Hoặc chân mở rộng song song bằng mông đều được, giữ nha. Rồi từ đây từ từ để chúng ta co gối đầu gối chân phải lại. Đưa chân phải lại phía sau mông, chân lên cao, đúng rồi. Giữ thăng bằng của mình, linh hoạt cho khớp hông của chúng ta nha. Cố gắng chúng ta làm sao thẳng chân trái cho cô để chúng ta kéo giãn cho kheo chân trái. Cố gắng thẳng chân trái. Đúng rồi, siết cái chân phải của mình về cuối thảm ra sau mông của mình đi ạ. Siết chân, cuộn cái hông phải xuống, duy trì ở đây nha. 6, duy trì giữ tiếp. 8, 9, rồi 10, nâng đầu lên, đưa chân phải về phía bụng cho cô, hít vào. Đưa chân phải, đưa gập đầu gối chân phải về phía bụng, được chưa? Thở, đưa tay phải ra phía sau, nhìn về tay phải của mình, vặn thân mình ra sau. Giữ thăng bằng trên chân trái của mình, giữ tiếp. Cao lưng lên cho cô nào, thẳng vươn lưng lên. 6, đẩy gậy ra xa bụng của mình nha, thẳng tay nhá, thẳng tay trái đẩy gậy ra xa bụng cho cô. 7, duy trì giữ tiếp. 8, 9, rồi tay phải cầm gậy trở ngược lại. Bây giờ mình đạp cái chân phải của chúng ta về gậy cho cô đây ạ. Chân trái xoay 45 độ. Hai tay nắm chắc lấy gậy của chúng ta đi. Hai tay nắm chắc lấy gậy, cố gắng thẳng hai chân này, giữ thăng bằng nha, hít sâu vào. Gập thân mình của chúng ta về phía chân phải cho cô đi ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ cảm nhận từng đốt sống lưng của chúng ta được kéo giãn và mở ra. Mở ra. Đúng rồi, chân phải cố gắng thẳng cho cô nhé. Để làm sao? Để chúng ta kéo giãn cho chân, kéo giãn cho vùng kheo chân. 6, cố gắng thẳng chân dưới là chân trái 45 độ nhé, thẳng hai chân. 7, duy trì giữ tiếp. 8, 9, đôi 10, nùi chân phải trở ngược lại cho cô xuống, được chưa ạ? Đứng vững vàng đây cho cô, hai chân của chúng ta khép sát lại, tay cao lên một chút. Hít sâu vào, thở đẩy mông ra phía sau, hạ thấp ngực xuống, hạ thấp vai xuống cho cô tiếp. Tay nằm chắc vào gậy nhá, chìm cái lưng của mình xuống. Sau đó từ từ, trụ chân phải, co đầu gối chân trái. Bước cái chân trái ra phía sau, chân lên cao, bước ra sau nhưng mà chân lại lên cao, đúng rồi. Hạ thấp cái thân mình xuống tiếp, siết cái chân trái cho cô đi.
Rồi có hai cách nhá. Một, chúng ta đạp thẳng lòng bàn chân trái ra sau cho cô. Không đạp được chúng ta duỗi mũi chân. Được chưa ạ? Úp cái hông trái và úp cái vai trái xuống, đừng lật hông nhá, đừng lệch hông. 6, một số người lệch hông đấy ạ, chúng ta úp xuống không lệch hông. 7, cố gắng giữ. 8, 9, rồi nâng thân mình lên, đưa cái đầu gối chân trái về bụng cho cô, co gối lại, hít vào. Thở, di chuyển tay trái ra phía sau. Đúng rồi, vặn thân mình ra phía sau. Bây giờ cái chân trái, cái đùi trái siết đi cho cô ạ. Đúng rồi, nâng cái hông lên. Giữ thăng bằng nhá. 6, duy trì giữ tiếp. 7, cố gắng giữ. 8, 9, rồi tay trái cầm gậy trở ngược lại. 10, đạp chân trái của chúng ta thẳng về gậy cho cô. Xoay chân phải 45 độ, cố gắng thẳng hai chân. Cao cái lưng lên đi, cao cái lưng lên đi. Hít sâu vào. Thở, gập thân mình về phía chân trái. Đúng rồi, gập nữa, từ từ duy trì sự thăng bằng của mình ở đây nha. Rồi vừa chắc khỏe cho cơ xương khớp. Rồi vừa chăm sóc được cuộc sống của mình. Cuộc sống của chúng ta sẽ dẻo dai hơn, linh hoạt hơn. 6, cố gắng ai làm được dịch chuyển hai tay về phía bàn chân cho cô nhé. Cảm thấy làm được dịch chuyển hai tay về phía bàn chân để thân mình sát về chân trái nữa. 8, 9, kết thúc 10. Rồi chân trở ngược lại cho cô. Hai chân về phía đầu thảm cho cô, đi thân mình hai chân về phía đầu thảm. Cách thảm của chúng ta hai bàn chân. Hai chân mở rộng song song bằng mông. Được chưa ạ? Mở rộng song song bằng mông. Nâng gậy của chúng ta lên qua đỉnh đầu. Hít sâu vào. Thở từ từ gập gối. Đưa cái mông của mình ra phía sau. Siết bụng lại. Chuyển lực về gót chân cho cô. Bám chắc cái gót chân xuống sàn, không đẩy đầu gối về trước. Kéo đầu gối ra phía sau. Tất cả chúng ta nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào bụng của chúng ta. Hướng bụng của chúng ta sẽ thẳng về hướng thắt lưng. Và bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào hơi thở ra cho cô nhé. Bắt đầu hít sâu vào. Thở mạnh. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. 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 Và thở. Hít một hơi thật sâu. Thở, mông ngồi xuống thảm. Đặt gậy của chúng ta dưới hai lòng bàn chân, trụm chân lại với nhau. Được chưa ạ? Đặt gậy dưới hai lòng bàn chân, trụm chân lại. Bắt đầu từ từ, hít từ từ này. Đẩy gậy ra xa mông. Giữ được sự thăng bằng, nâng gậy lên cao, nâng chân lên cao. Nâng chân lên, nâng chân lên. Giữ ở đây, hít thở sâu và đều nha. 6, ai làm được kéo, dùng gậy kéo cái chân sát vào thân mình nữa. 7, 8, 9, tất cả từ từ lăn lưng xuống thảm, gập gối lăn lưng xuống thảm, 10, thở ra. Gậy vẫn trên chân của chúng ta nhá, gậy vẫy trên chân. Bây giờ mọi người ghìm cái đỉnh mông xuống cho cô đi. Ghìm cái đỉnh mông xuống. Đưa cái gậy của chúng ta này về phía lòng bàn chân hoặc về phía cổ chân đều được nhá. Sau đó chúng ta kéo cái gậy của chúng ta này gần về thân mình, điều đó có nghĩa là hai chân của chúng ta sẽ gần về thân mình. Hai chân gần vào thân mình bao nhiêu thì cái đáy thắt lưng của chúng ta được chạm xuống. Chúng ta không nhăng mông lên, không lăn đáy thắt lưng lên đâu ạ. Đáy thắt lưng chạm thảm, chúng ta sẽ cảm nhận được từng đốt sống lưng của chúng ta được kéo dài. Đúng rồi, giữ ở đây cho cô nhá. 6, tiếp tục duy trì giữ. 7, tiếp tục vươn tiếp nữa. Tiếp tục kéo nữa cho cô đi. 8, kéo tiếp. 9 và 10. Rồi, buông chân của chúng ta xuống. Thả gậy qua đỉnh đầu cho cô đi ạ. Đưa gậy qua đỉnh đầu và thả gậy ra. Đúng rồi, thả gậy qua đỉnh đầu. Rồi, hai chân chúng ta về cuối thảm đi ạ. Giang tay sang ngang, bàn tay úp xuống thảm. Nâng hai chân lên cao 90 độ, thẳng chân. Thẳng chân, thẳng chân, thẳng chân. Đúng rồi. Đưa hai chân về phía tay phải. Gập gối, co gối lại để chúng ta xuống dễ dàng hơn. Tay phải đó chúng ta cầm nắm hai ngón chân cái của hai bàn chân. Cầm cả hai ngón chân cái. Đúng rồi, kéo hai cái chân của chúng ta thẳng. Kéo duỗi dài ra. Sau đó kéo chân ngang với cái vai phải của mình. Xoay mặt sang bên phía tay trái. Nhắm mắt lại, hít thở sâu và đều. Thả lỏng ở đây. 6, duy trì sự tiếp, thả lỏng nhá. 7, 8, 9 và 10. Rồi thoát tư thế, nâng chân lên cao 90 độ, thẳng chân trở ngược lại cho cô. Rồi chúng ta đổi bên. Rồi hai chân sang bên phía tay trái. Úp cái bàn tay phải xuống, ghim cái vai phải xuống. Sau đó tay trái này tìm về hai ngón chân cái của hai bàn chân. Đẩy chân sang phía bên trái nhiều, kéo chân ngang vai của mình. Sau đó nhắm mắt lại, thư giãn toàn bộ cơ thể, thả lỏng. Nằm, tiếp tục kéo dài sống lưng nhé. 4, 3, 2 và 1. Rồi thoát tư thế, nâng hai chân lên cao 90 độ, thẳng chân. Đạp xe trên không cho cô, 10 vòng xuôi, 10 vòng ngược, trở ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 kết thúc 10, hai chân về cuối thảm. Rồi hai chân về cuối thảm cho cô đấy đã. Dạ, dỗ đùi thả lỏng cho cô đấy ạ. Rồi, 1, dỗ đùi đi ạ. 2, 3, 4 và 5. Nâng chân trên kiểu ngược lại, 10 vòng ngược lại cho cô nào. Xuôi rồi, bây giờ ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi, buông xuôi thả lỏng hoàn toàn. Tách mở rộng hai chân bằng chiều rộng của thảm. Hai tay xuôi cùng chân. Nhắm mắt lại, chúng ta nằm bất động hoàn toàn ở đây. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Từ từ hít sâu. Chậm chậm thở ra. Hít thật sâu vào. Nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa, hít thật sâu vào. Rồi chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Thank you.